nay tôi xin trân trọng kính mời các bạn đến ghé thăm ngôi trường mầm non Hồng Thái Tây, một ngôi trường với bề dày về lịch sử. Và ngay tại ngôi trường này, chúng ta hãy cùng xem các cô tạo dựng môi trường xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm như thế nào, với tổng số trẻ là 365 học sinh, với tổng số cán bộ giáo viên là 35 đồng chí. Chúng ta cùng ghé thăm môi trường trong lớp học và ngoài lớp học của trường mầm non Hồng Thái Tây. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy cùng ghé mắt, cùng đón xem môi trường ngoài lớp học của trường mầm non Hồng Thái Tây. Xin trân trọng kính mời. Là một ngày vui, và ngày hôm nay buổi sáng các con đến lớp với các cô sẽ cùng tham gia vào hoạt động thể dục buổi sáng. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng xem các con của chúng ta tập thể dục buổi sáng như thế nào nhé. Thank you.
quý vị và các bạn, đối với trẻ mầm non, học mà chơi, chơi mà học, không có gì vui hơn bằng những hoạt động đồ chơi ngoài trời. Và ngay sau đây, xin mời các bạn hãy cùng hướng lại sân bóng của trường mầm non Hồng Thái Tây, cùng xem các con tham gia hoạt động, trải nghiệm đối với đồ chơi lắp ghép sáng tạo như thế nào. Xin mời quý vị cùng đón xem ạ. Thank you.
đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Và ngày hôm nay các con sẽ cùng tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trời, cùng chăm sóc và quan sát vườn rau. Xin mời các bé và các bạn cùng tham quan môi trường ngoài lớp học của trường mầm non Hồng Thái Tây. Và phóng lên bầu trời để chúng mình sẽ thành hiện thực, các con có đồng ý không nào? Vâng.